Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Khai mạc liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam Ấn Độ lần thứ 10 với nhiều hoạt động đa dạng phong phú. Khai mạc hội trại thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 5. Ca sĩ Titi Hồng Anh, cô ca sĩ tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện. Vâng, thưa quý vị, ngày 12 tháng 8 tại dinh thự toàn quyền Belize, đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Belize Nguyễn Hoài Dương đã trình thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lên toàn quyền Belize, ông Colvin Norbert Young. Ngoài ra, đại sứ Nguyễn Hoài Dương cũng đã có cuộc gặp với các vị lãnh đạo cấp cao của Belize. Tại buổi lễ, đại sứ Nguyễn Hoài Dương đã trân trọng chuyển tới toàn quyền Belize lời chào thân thiết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Toàn quyền Colvin Young cho biết ông vô cùng khâm phục sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam trước đây, cũng như những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước Việt Nam trong những năm gần đây. Chiều cùng ngày, đại sứ Nguyễn Hoài Dương đã chào xã giao Thủ tướng Belize Dean Barrow. Trước đó, trong buổi tiếp kiến Ngoại trưởng Belize Winfred Peter Arrington, đại sứ Nguyễn Hoài Dương đã chuyển lời cảm ơn tới Chính phủ và Bộ Ngoại giao Belize vì ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Về tranh chấp ở Biển Đông, Ngoại trưởng Winfred Peter Arrington bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với quan điểm của Việt Nam trong việc cần duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, thượng tôn pháp luật trên cơ sở Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Chiều ngày 13 tháng 8, Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam và Ấn Độ lần thứ 10 đã khai mạc tại tỉnh Ninh Bình. Với chủ đề đoàn kết, hợp tác, phát triển, Liên hoan năm nay sẽ diễn ra trong 8 ngày tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Ninh Bình, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều hoạt động đa dạng phong phú. Liên hoan là hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam Ấn Độ và Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ khởi xướng, được tổ chức luân phiên hàng năm tại các địa phương của hai nước. Kể từ năm 2007, sau 9 lần tổ chức, Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam Ấn Độ đã khơi dậy tình cảm đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Tham dự Liên hoan hữu nghị lần này có khoảng 100 đại biểu, trong đó đoàn Ấn Độ gồm 30 thành viên là các chính khách, luật sư, nhà hoạt động xã hội và nghệ sĩ. Bên cạnh các hoạt động tham quan, biểu diễn, giao lưu nghệ thuật, đại biểu hai nước cũng sẽ tham dự một số buổi tọa đàm, thảo luận, đề xuất các biện pháp hiệu quả nhằm thúc đẩy và tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần đưa mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ phát triển lên tầm cao mới. Thưa quý vị, Festival Thanh niên Sinh viên Toàn châu Âu lần thứ 5 vừa được Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan đăng cai tổ chức tại thành phố La Hay, Hà Lan. Sự kiện đã quy tụ khoảng 200 thanh niên, sinh viên Việt Nam đến từ 15 nước châu Âu như Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc, Bulgaria, Ukraine, Romania, Nga với nhiều hoạt động giao lưu sôi nổi và bổ ích. Được diễn ra trong 3 ngày từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 8 với nhiều hoạt động giao lưu sôi nổi và bổ ích, Festival Thanh niên Sinh viên Toàn châu Âu lần thứ 5 là cơ hội quý báu để Hội Sinh viên Việt Nam, các tổ chức của thanh niên, sinh viên Việt Nam tại châu Âu xích lại gần nhau, tăng thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó, gặp gỡ, giao lưu và trao đổi những kinh nghiệm quý báu trong công tác tổ chức các hoạt động cho thanh niên sinh viên nói riêng và cộng đồng người Việt nói chung tại mỗi nước. Qua đó tập hợp, đoàn kết cộng đồng thanh niên, sinh viên ở nước ngoài, cùng nhau gìn giữ, phát huy bản sắc và quảng bá hình ảnh dân tộc. Festival Sinh viên Thanh niên Việt Nam tại châu Âu là một hoạt động rất là ý nghĩa bởi nó đã kết nối được sinh viên Việt Nam đang học tập tại các nước châu Âu cùng tham gia vào một ngày hội. Qua đó chia sẻ kinh nghiệm học tập, chia sẻ các kinh nghiệm học tập để cùng hỗ trợ nhau tham gia các hoạt động học tập, nghiên cứu học tốt hơn. Trong những năm gần đây, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan đã từng bước củng cố tổ chức, có nhiều hoạt động thường xuyên, thiết thực nhằm hỗ trợ gắn kết du học sinh Việt Nam tại Hà Lan. Bên cạnh những hoạt động ý nghĩa hướng về Tổ quốc, việc Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan đăng cai tổ chức Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 5 đã thể hiện bước trưởng thành và nỗ lực của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Hà Lan, sự quan tâm của Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan dành cho công tác hội và phong trào thanh niên sinh viên.
qua cái hội chợ lần này thì chúng tôi đã cực kỳ mong muốn cho các bạn có một cái sân chơi để giao lưu học hỏi lẫn nhau, đồng thời tìm hiểu thêm về văn hóa Hà Lan, đất nước con người Hà Lan, và đặc biệt là một cái sân chơi để các bạn thể hiện được bản lĩnh của người trẻ Việt. Nhân dịp này, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tặng bằng khen cho 19 cá nhân là các cán bộ hội có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2018-2019 tại các nước Pháp, Đức, Hà Lan và Hungary. Vừa qua tại thành phố Bangu Wangi, Bộ Ngoại giao Indonesia đã tổ chức buổi biểu diễn nghệ thuật trong chương trình học bổng nghệ thuật và văn hóa với tên gọi Indonesia Channel 2019. Chương trình mang mục tiêu kết nối, xây dựng một mạng lưới những người bạn của Indonesia, trong đó giới trẻ sẽ đóng vai trò trung tâm. Chương trình năm nay có 72 thanh thiếu niên đến từ 40 quốc gia, Việt Nam có 3 đại diện tham dự. Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định nghệ thuật và văn hóa có thể kết nối mọi người bất kể tôn giáo, sắc tộc, giới tính, tuổi tác. Được triển khai từ năm 2003, chương trình là hoạt động thường niên của Bộ Ngoại giao Indonesia dành cho thanh thiếu niên các quốc gia có quan hệ đối tác với nước này. Thanh niên các nước tham dự sẽ có 3 tháng học tập và sinh sống tại các vùng miền, có cơ hội tìm hiểu phong tục, văn hóa, ngôn ngữ, đời sống của người Indonesia. Tính đến nay, học bổng đã được trao cho hơn 920 sinh viên trên 77 quốc gia, góp phần thắt chặt sợi dây hữu nghị giữa các quốc gia có thành viên tham gia học bổng. Viện Châu Á của Mỹ vừa công bố danh sách 39 lãnh đạo trẻ châu Á năm 2019, gồm những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, đại diện cho 31 quốc gia châu Á. Luật sư người Việt Nam Tạ Ngọc Vân thuộc tổ chức Trẻ Em Rồng Xanh, người thường xuyên hỗ trợ pháp lý và tham gia giải cứu nhiều phụ nữ, trẻ em bị mua bán, là một trong các lãnh đạo trẻ châu Á được vinh danh lần này. Luật sư Tạ Ngọc Vân cũng là người từng được Bộ Công an Việt Nam trao tặng danh hiệu Anh hùng của năm 2015, ghi nhận những đóng góp của anh trong việc giải cứu hơn 400 trẻ em và phụ nữ bị bắt cóc ở các tỉnh phía Bắc trong khoảng thời gian hàng chục năm. Luật sư Vân cũng là người đầu tiên được trao giải thưởng Anh hùng chống buôn bán phụ nữ của tổ chức Thomson Reuters. Những người được Viện Châu Á vinh danh năm nay là cá nhân trẻ xuất sắc chưa đến 40 tuổi, tiên phong trong nhiều lĩnh vực vì cộng đồng trên khắp châu Á. Dự kiến các lãnh đạo trẻ được vinh danh sẽ có cơ hội tham dự Hội nghị lãnh đạo trẻ châu Á vào giữa tháng 11 tại San Francisco và thung lũng Silicon ở Mỹ. Thưa quý vị, với tinh thần giúp bạn chính là giúp mình, Bệnh viện huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức chuyển giao kỹ thuật hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ y tế của Lào. Đây là lần đầu tiên huyện Tây Giang tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ y tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, viên chức Bệnh viện huyện Cà Lườm, tỉnh Sê Công của nước bạn. Trong thời gian 6 tháng, các học viên Trung tâm Y tế huyện Cà Lườm được đội ngũ cán bộ y tế huyện Tây Giang đào tạo cơ bản về siêu âm, X quang, bó bột, đỡ đẻ thường, đỡ đẻ khó và xử lý các vết thương phức tạp. Việc hướng dẫn nghiệp vụ và chuyển giao kỹ thuật của các thiết bị máy móc hiện đại đã góp phần giúp nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho nhân viên y tế của huyện Cà Lườm. Bây giờ được sang huyện Tây Giang học tập thêm, tôi rất phấn khởi và sẽ cố gắng học thêm tiếng Cơ Tu, tiếng Việt để hoàn thành tốt khóa học về phục vụ bà con địa phương mình. Mấy bác sĩ rất là nhiều, họ thì có tình cảm, giúp đỡ, dạy cho mình cách làm. Cho nên mình cũng có kiến thức về sau này thì sẽ về giúp đỡ cho mấy người dân dân bệnh Lào cho nó tốt hơn. Ngoài nhiệm vụ khám chữa bệnh cho người dân địa phương, Trung tâm Y tế huyện Tây Giang còn điều trị, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho trên 500 bệnh nhân Lào mỗi năm. Do vậy, việc chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế huyện Cà Lườm giúp địa phương bạn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chúng tôi tập trung vào các cái công tác chăm sóc thiết yếu, cũng như sử dụng các cái trang thiết bị máy móc mà bạn hiện đã có nhưng mà chưa có nhân viên để sử dụng. Chúng tôi thấy những cái việc làm của chúng tôi là rất là thiết thực và rất là cụ thể, nó mang tính nhân văn sâu sắc, cũng như cái quan điểm chung là giúp bạn là giúp mình. Sau khi hoàn thành khóa học tại Trung tâm Y tế huyện Tây Giang, các học viên sẽ tiếp tục đào tạo tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Việc đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế Bệnh viện huyện Cà Lườm
có ý nghĩa thiết thực, tạo mối gắn kết giữa hai địa phương, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết, hữu nghị, giúp đỡ nhau cùng phát triển của hai nước Việt Nam, Lào. Cụm đảo Cù Lao Chàm có diện tích 15 km vuông, 90% là rừng nguyên sinh, trong khi rừng tự nhiên trên các đảo của Việt Nam bị khai thác triệt để, dẫn đến thiếu nước ngọt trầm trọng, thì với dân Cù Lao Chàm, ý thức bảo vệ tài nguyên rừng đã ăn sâu qua nhiều thế hệ, bởi họ chính là người được hưởng lợi trực tiếp từ rừng. Cuộc sống của họ nhờ những khu rừng nguyên sinh mà trở nên khấm khá hơn. Phóng sự sau sẽ cho chúng ta thấy người dân Cù Lao Chàm bảo vệ rừng như thế nào. Với nhiều loại cây gỗ quý từ nhóm 1 đến nhóm 6, gần 1.500 hectare rừng nguyên sinh Cù Lao Chàm là thành tố quan trọng cấu thành đến khu dự trữ sinh quyển thế giới. Gia đình ông Trần Hùng nhiều đời sống trên đảo này. Công việc thu nhặt củi khô mỗi ngày cũng giúp ông Hùng trang trải cuộc sống. Lấy củi khô, rồi cái về phục vụ lại cho bà con nấu củi á. Cho nên cũng là có tinh thần cũng bảo vệ rừng. Hiện có hàng chục gia đình ở Cù Lao Chàm sống dựa vào công việc hái lá thuốc bán cho khách du lịch. Người dân trên đảo có một quy định bất thành văn, đó là chỉ hái lá thuốc chứ không được khai thác tận diệt. Là phải dựng cái lá này, không có có đóng rồi để đóng mà không đóng thôi đừng có mái xuống lợn khô là mất cái ái. Trên đảo Cù Lao Chàm có một trạm kiểm lâm và một tổ bảo vệ rừng. Hầu như ngày nào tổ này cũng đi tuần tra phòng chống cháy rừng. Đã 10 năm kể từ ngày Cù Lao Chàm được UNESCO xếp hạng là khu dự trữ sinh quyển thế giới, nhưng trên đảo này hầu như chưa xảy ra một vụ xâm hại rừng lớn nào. Người dân ở đây được ví như những kiểm lâm quần chúng. Cái hệ sinh thái rừng ở đây rất là quan trọng. Thì do vậy chúng tôi cũng là nằm trong tổ quản lý bảo vệ rừng, cũng tăng cường, thường xuyên đi kiểm tra, mục đích là để bảo vệ những cái lũa cây quý hiếm, để giữ được cái nguồn nước tại đây. Biến đổi khí hậu, hơn 3.000 cư dân đảo trên Cù Lao Chàm đứng trước nguy cơ thiếu nước ngọt trầm trọng. Bảo vệ rừng ở Cù Lao Chàm là bảo vệ nguồn nước ngọt quý hiếm của người dân trên đảo này. Hàng trăm năm qua, nhiều thế hệ cư dân trên đảo Cù Lao Chàm đã sống dựa vào rừng, và nay lớp con cháu tự giác bảo vệ rừng. Tại thành phố Toronto, Canada, hiện nay hoạt động âm nhạc của người Việt đã bắt đầu phát triển với nhiều gương mặt ca sĩ nổi bật trong cộng đồng. Trong đó không thể không kể đến ca sĩ Titi Hồng Anh với hoạt động âm nhạc nổi bật và đặc biệt là các hoạt động từ thiện của cô đã được nhiều người yêu mến. Đến thăm gia đình nhỏ của ca sĩ Titi Hồng Anh, cách trung tâm thành phố Toronto gần 2 tiếng lái xe. Không khí gia đình đầm ấm, bình yên, khác với phong cách khi lên sân khấu của Titi. Một cô ca sĩ chuyên hát thể loại nhạc trẻ sôi động, được nhiều khán giả Việt yêu mến, bởi tại đây, ít có ca sĩ người Việt nào phát triển hoạt động ca hát một cách chuyên nghiệp, bằng những album ca nhạc và live show biểu diễn. Titi hơn, có thể nói là hơn 20 năm rồi. Và có thể là lúc mà Titi còn trẻ, Titi bắt đầu là cái dòng nhạc mà sôi động á. Lúc nào cũng rất là nhiều energy khi lên sân khấu. Vì vậy mà ai nghĩ tới Titi thì họ cũng muốn Titi theo hát theo cái nhạc sung. Titi đang hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò như ca sĩ, dẫn chương trình. Gần đây nhất, trong sự kiện ẩm thực lớn của người Việt mang tên Taste ở Việt Nam, Titi thử sức trong vai trò người mẫu trình diễn áo dài. Đặc biệt, Titi Hồng Anh còn được biết đến là một gương mặt ca sĩ rất tích cực trong các hoạt động thiện nguyện của cộng đồng người Việt tại Canada. Thật sự là những cái nhóm từ thiện đến khi mình đi, mình đã bỏ mở lòng ra và những cái thời gian của mình... Nhưng mà có thể nói là được lại rất là nhiều, nhất là những cái tình thân. Mặc dù cái tuổi mình nhìn thấy các em, các nhóm bây giờ là hoàn toàn là giới trẻ, những cái bạn trẻ. Và mình thứ nhất là mình nhìn lại, mình nhớ lại hồi xưa mình cũng đã từng như vậy. Và bây giờ nhìn lại và nhìn thấy cái tinh thần, sức sống, cái energy ấy. Cho nên mình cảm thấy rất là vui, thầy cảm thấy trẻ lại, cảm thấy và học hỏi của những người đó rất là nhiều. Đam mê ca hát, không ngừng đầu tư vào các sản phẩm âm nhạc của mình và luôn xuất hiện trong các hoạt động thiện nguyện của cộng đồng. Titi Hồng Anh được coi là một gương mặt tiêu biểu trong cộng đồng người Việt tại Canada. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại trên website vtv4.vtv.vn hoặc trên kênh YouTube VTV4Go. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.